đúng 70 năm trước, năm 1954, được khắc vào lịch sử Việt Nam với những sự kiện huy hoàng, nhưng cũng khủng khiếp đau thương. Đầu năm 54, Pháp vẫn chiếm giữ Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng, Đà Nẵng, thậm chí cả Campuchia và Lào. Tháng 5, Pháp thua lớn ở Điện Biên Phủ, dù được giúp sức bởi cả Mỹ và Anh. Tháng 10, Pháp phải rút hoàn toàn quân khỏi Việt Nam, kết thúc 9 năm toàn quốc kháng chiến thắng lợi. Và cũng trong năm này, vĩ tuyến 17 đã như một nhát chém đứng đầu, rạch đôi Sơn Hà, chia Việt Nam ta ra làm hai miền Nam, Bắc, đối nghịch nhau. Dân tộc bị chia rẽ làm hai phe. Video này sẽ là không khí và thái độ của cả hai phe vào năm 1954 đầy niềm vui nhưng cũng đau thương đó. Hình ảnh một người Hoa ở Hà Nội tháng 10 năm 1954. Người Hoa ở Việt Nam rất đông. Theo nhiều tài liệu, những năm 50 có khoảng 2 triệu người Hoa ở Việt Nam, riêng Hà Nội là khoảng 100.000. Tại sao lực lượng này lại gây lo ngại? Vì họ có nhiều liên hệ làm ăn với Pháp. Thêm nữa, chính phủ Trung Quốc thời điểm đó thực hiện một chính sách rất thâm độc, gọi là lưỡng quyền công dân. Nói nôm na, chính sách này thể hiện rằng nơi nào có người Trung Quốc, nơi đó là đất đai của Trung Quốc. Những hình ảnh này là về người Hoa ở Hà Nội vào tháng 10 năm 54. Hình ảnh binh sĩ Pháp viếng mộ các đồng đội lần cuối trước lúc ra đi. Đây là nghĩa trang lính Pháp ở gần bên đền Quán Thánh ngày nay. Các lực lượng Pháp ở Việt Nam bao gồm sĩ quan, binh lính, quan chức thuộc địa, các nhà buôn và chủ xưởng. Theo ký kết trong Hiệp định Geneva, họ sẽ phải di chuyển xuôi vào Nam, xuống dưới vĩ tuyến 17. Thời hạn cuối cùng là ngày 10 tháng 10. Những ngôi mộ có thể là của những người Việt Nam trong lực lượng Pháp bị đào trước ngày 10 tháng 10. Có thể người thân đào và mang theo khi di cư theo hiệp định. Hình ảnh những người Pháp tại Hải Phòng. Năm 54, chiến sự không diễn ra ở các thành phố nên quang cảnh Hải Phòng khá yên bình. Sau đó, họ ngồi uống một loại nước khoáng tại một hàng quán ven đường. Trẻ em nô đùa, tắm ở một vòi phun nước bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Phía xa là hàng quán ven hồ và những người đạp xích lô đang bận biểu với công việc riêng. Trong ảnh là ông Nguyễn Phúc Bửu Lộc, Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam. Đây là chính phủ được Pháp ủng hộ lập ra vào năm 47, do cựu Hoàng Bảo Đại đại diện. Chính phủ này hoạt động bằng kinh phí do Pháp tài trợ, chịu sự chỉ huy của cao ủy Pháp. Tuy nhiên, cho đến năm 50, chính phủ quốc gia Việt Nam được 35 quốc gia trên thế giới công nhận. Đại diện chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tiếp quản bưu điện Hà Nội. Những binh lính Maroc cuối cùng rời Hà Nội. Maroc là thuộc địa của Pháp, nên lực lượng này được điều sang chiến đấu ở Việt Nam, tiếp quản ty cảnh sát thành phố. Binh lính Pháp từ Nam Định triệt thoái, di chuyển lên Hà Nội để chờ được đưa đi bằng đường hàng không. Các lực lượng theo Pháp đánh lại Việt Minh, ở Bùi Chu, Phát Diệm, di chuyển lên Hà Nội chờ được chuyển đi. Lính Pháp được chở đi bằng đường hàng không từ sân bay Gia Lâm. Đám đông tụ tập mừng lệnh ngừng bắn, chuẩn bị cho việc quân đội vào tiếp quản thủ đô. Một thông điệp tuyên truyền kêu gọi di cư vào miền Nam. Trên đó ghi, vào miền Nam là chọn tự do. Nhiều người chọn di cư vào Nam, quan cảnh họ mang bán đồ đạc trước khi đi. Tàu thủy chở những người di cư vào Nam năm 1954. Trong thời điểm năm 54, ở nước ta tồn tại hai luồng tư tưởng hoàn toàn trái ngược. Những người ủng hộ chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Chủ tịch Hồ Chí Minh có niềm tin rằng Việt Nam đã lấy lại được quyền độc lập và tự chủ của mình từ tay đế quốc Pháp. Miền Bắc đã được tự do, từ vĩ tuyến 17 trở vào, sẽ chờ đến hiệp thương tổng tuyển cử vào năm 55 thì cả nước sẽ được độc lập. Những người chống lại Việt Minh, chống chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có niềm tin rằng Việt Nam bị rơi vào tay của lực lượng Cộng sản, nơi mà họ sẽ bị tước đi nhiều quyền tự do, thậm chí là có thể bị đàn áp về niềm tin tôn giáo. Nhiều gia đình lo sợ bị trả thù vì đã theo Pháp hoặc đã ủng hộ các lực lượng chống lại Việt Minh. Sau đó, vào năm 55, không tuân thủ điều khoản của Hiệp định Geneva, phá bỏ việc tổng tuyển cử trên cả nước, Ngô Đình Diệm tuyên bố thành lập Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở miền Bắc bắt đầu công cuộc đấu tranh nhằm thống nhất đất nước, gom Giang Sơn về một mối.